14 tài liệu tham khảo thì giảng viên mình thấy chắc là gạch luôn quá. Khóa luận tốt nghiệp của mình hơn 100 tài liệu tham khảo và mấy cái bài tiểu luận giữa kỳ thôi cũng đã 20 30 tài liệu tham khảo rồi. Ok, thế thì cái chia sẻ của bạn sinh viên này nói đến câu chuyện là một cái bài thì cái số lượng tài liệu tham khảo như thế nào. Thì hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ thêm một chút. Mình thứ nhất là mình cũng tương đối là đồng ý với quan điểm của bạn sinh viên này. Đó là một cái phần danh mục tài liệu tham khảo nó cũng phần nào thậm chí mình cũng nghĩ là có thể là phần lớn đấy. Phát phát thảo hoặc là nó phản ánh lên được cái chất lượng của một bài tiểu luận hay là một bài nghiên cứu khoa học hay là một bài khóa tốt nghiệp của các em. Bởi vì cái tài liệu tham khảo nó cho cái người đọc biết rằng là cái kết quả nghiên cứu của bạn được dựa trên những cái nghiên cứu đi trước như thế nào. Bởi vì chúng ta vẫn biết rằng là cái nghiên cứu khoa học ấy hoặc là các cái bài mà mang tính chất tổng hợp của bạn sinh viên ấy thì đơn giản nó chỉ là cái việc mà tổng hợp thôi, một tổng hợp thôi chứ chưa có nhiều cái tính sáng tạo. Và nó mang tính chất là đứng trên vai người khổng lồ, là có nghĩa là mình chỉ phát triển thêm một chút xíu thôi. Ví dụ như là mình chỉ có nghiên cứu một cái trường hợp nhỏ nào đó thôi ở một cái phạm vi cụ thể nào đó, ví dụ như vậy. Thế thì trước khi mà mình làm được như vậy thì mình cần phải hệ thống hóa được cái phần cơ sở lý luận có liên quan đến cái chủ đề của mình mà làm nền tảng cho cái việc mà mình lập luận, mình suy luận, mình đánh giá, mình sử dụng là cái nền tảng cho cái nghiên cứu của mình. Thế thì cả một cái hệ thống lý luận như vậy thì bạn cần có trích dẫn khi mà bạn, vì là khi mình bạn bạn sử dụng các cái tài liệu nào đó làm cái phần cơ sở luận của mình, từ cái phần khái niệm, từ cái phần các cái phần nội dung, rồi thì các cái phần mà ý nghĩa hoặc các cái phần mô hình vân vân, thì hầu hết là bạn đều phải có sự trích dẫn. Có nghĩa là chúng ta tham khảo của ai một cái câu nào đó, một cái ý nào đó thì chúng ta đều phải có cái sự trích dẫn của mình. Và khi mà chúng ta có sự lập luận mà cần, khi mà cái lập luận của chúng ta có cái cơ sở khoa học, ở đây có nghĩa là các cái kết quả nghiên cứu của người khác làm cái cơ sở lập luận của mình, có nghĩa là người ta gọi là các cái luận cứ hoặc các cái luận chứng cho cái phần mình lập luận, được chưa, thì mình đều phải có trích dẫn. Vậy ở trong bài, từ phần cơ sở lý luận cho đến các kể cả cái phần mà thực trạng khi bạn lập luận, bạn sử dụng không biết bao nhiêu là tài liệu tham khảo, không biết bao nhiêu là các cái trích dẫn của người khác, không biết bao nhiêu là các luận cứ, luận điểm, các luận cứ, đúng không ạ? Thì tất cả những cái phần mà bạn trích dẫn ở đó thì bạn đều phải làm xuống danh mục tài liệu tham khảo và nó cần có sự tương thích. Ví dụ như là nếu bạn trích dẫn theo cái tiêu chuẩn là tiêu chuẩn IEEE thì hầu hết là nó sẽ đánh số, đúng không ạ? Tất cả nó sẽ đánh số. Ví dụ như là bạn sử dụng tài liệu này ở đầu tiên thì nó sẽ đánh số 1 và những lần sau bạn dùng thì nó vẫn là đánh số 1 thôi. Và những tài liệu số 2, số 3, số 4 và nó sẽ lập tức nó sẽ insert xuống cái bibliography của bạn, cái danh mục tài liệu tham khảo của bạn theo đúng thứ tự xuất hiện của tài liệu trên bài. Vậy là trên bài bạn trích dẫn có bao nhiêu tài liệu thì bên dưới nó sẽ thành bấy nhiêu tài liệu, được chưa? Một cái ý nữa là nếu như bạn sử dụng một cái style khác, ví dụ như là style APA thì ở trên ở xuống dưới nó cũng tương thích như vậy, nhưng mà nó không đánh số mà nó lại sắp xếp theo phần chữ cái alphabet. Vậy ở đây mình muốn nói rằng là tất cả những cái tài liệu mà chúng ta trích dẫn ở trên bài, được chưa, trích dẫn ở trên bài thì nó đều phải được sự link xuống cái phần danh mục tài liệu tham khảo của mình theo một cái trật tự nào đó, theo cái style mà bạn sử dụng. Thế thì cái số lượng tài liệu nó cũng phản ánh rằng là cái số lượng tài liệu, cái số lượng thông tin mà bạn đã đọc, cái số lượng thông tin mà bạn chắt lọc, bạn trích dẫn trong bài. Nếu mà nó thực sự nó quá ít, đúng không ạ, nó quá ít thì rất có thể là bạn đã bỏ sót một cái thông tin nào đó, một cái nghiên cứu nào đó, trừ khi là cái vấn đề của bạn nó quá mới thì nó rất ít tài liệu. Nhưng mà những cái chủ đề mà các bạn sinh viên thông thường làm, kể cả nghiên cứu khoa học hay là tiểu luận, thì nó thực sự là rất là nhiều. Ví dụ bây giờ các bạn thử search một cái thông tin về một cái vấn đề về chuyển đổi số rồi chẳng hạn, thì nó đã có bạt ngàn các cái tài liệu về chuyển đổi số. Bây giờ bạn nghiên cứu một cái vấn đề gì đó trong bối cảnh 4.0, thế thì ngay cái thuật ngữ 4.0 hoặc là các cái tài liệu nghiên cứu 4.0 nó nhiều vô cùng, bởi vì nó đã có những cái giai đoạn người ta nghiên cứu rất là nhiều. Đó, ví dụ như vậy thì chúng ta ở bên trên và bên dưới nó có sự link mà quá ít thì nó đặt câu hỏi là liệu bạn đã tìm được tài liệu nó đúng chưa, nó đã đủ sự phong phú chưa. Và có một cái điều nữa người ta cũng căn cứ vào nữa là cái chất lượng của tài liệu, và cái chất lượng này mình nghĩ rằng là nó cũng còn quan trọng hơn là cái số lượng. Ví dụ như là bạn có thể trích dẫn rất nhiều tài liệu nhưng mà cái tài liệu của các bạn nó đến từ những nguồn không uy tín. Thế nào là một nguồn không uy tín? Thứ nhất là cái nguồn đó có thể là không chính thống. Không chính thống có nghĩa là nó đến từ những cái kênh kiểu như mạng xã hội đó. Ví dụ như bạn thấy một cái kênh, một cái bài viết của một ai đó đăng trên một cái nền tảng nào đó mạng xã hội, bạn thấy nó phù hợp với cái chủ đề của mình là bạn trích dẫn là ngay. Nhưng mà đấy chỉ là một cái thông tin không được kiểm định, không được kiểm duyệt, thậm chí những thông tin đó đôi khi còn sai với quy định của pháp luật thì sao? Và bạn cũng trích vào, đấy là nguồn không uy tín. Hoặc là những cái kênh mà nguồn mở có nghĩa là ai người ta cũng có thể đăng lên được. Một cái bạn mà bạn chỉ biết sử dụng mạng thôi, bạn có hoàn toàn đưa ra được một cái khái niệm, cái định nghĩa thì chúng ta cũng không nên trích vào. Rồi thì những cái kênh mang tính chất truyền tin nhá, truyền tin chứ không phải những cái kênh mang tính chất là công bố những cái kết quả nghiên cứu, nó lại khác nhau.
Rồi thì những cái thông tin mà đến từ những cái trang web, đến từ những cái kênh của các cái doanh nghiệp ấy, hoặc là những cái cơ sở kinh doanh, hoặc là những cái blog, nói chung là nó cũng không phải là đến từ những cái cơ sở mà khoa học, thì chúng ta cũng rất lưu ý về những thông tin này. Vậy ở đây có hai cái vấn đề là khi các bạn trích dẫn. Thứ nhất là cái số lượng tài liệu mà bạn tiếp cận, bạn đọc nó đã đủ sự phong phú chưa? Cái này nó liên quan đến cái kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng phân tích đề tài, kỹ năng tìm kiếm thông tin, các kênh thông tin mà bạn biết. Cái thứ hai nữa là chất lượng của cái thông tin đó, mà bạn chất lượng của cái tài liệu tham khảo mà bạn sử dụng đó. Thế thì nói thật với các bạn là khi đối với bản thân mình chẳng hạn, có những cái thời điểm mà mỗi năm mình chấm hàng nghìn bài, mình chấm hàng nghìn bài tiểu luận nhé, khóa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học, và các cái hội đồng nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp của mình ấy, là khi mà mình đọc bài của các bạn ấy, đọc xong thì thậm chí là nhiều khi mình chưa đọc xong đâu, mình xem cái đầu tiên, các bạn biết xem làm gì không? Đầu tiên là mình xem cái bố cục của bạn. Cái thứ hai nữa là mình sẽ xem cái phần mở đầu của bạn, xem bạn luận giải như thế nào, bạn thực sự hiểu đúng về vấn đề hay không. Có nghĩa là khi mà bạn chỉ cần sai về đối tượng nghiên cứu thôi, hoặc là bạn đặt sai câu hỏi nghiên cứu thôi, hoặc là bạn xác định sai, hoặc là xác định cái mục tiêu và cái đối tượng, hoặc là các câu hỏi nó không tương thích với nhau thôi, thì bắt đầu mình sẽ đọc rất kỹ vào cái đầu ạ, vào cái phần bố cục. Sau đó mình sẽ lộn ngược lại, mình sẽ đọc cái phần gì ạ, cái phần danh mục tự tham khảo, để mình xem là bạn tham khảo những cái tài liệu có chất lượng hay không, có mới hay không. Đấy đấy, chất lượng của tài liệu nó đến từ câu chuyện là có mới, đôi khi nó cũng là mới nữa, hoặc là cũng tài liệu nào đó mà nó gọi là nó quá kinh điển thì không nói rồi, nó mới hoặc là nó có nhiều không, có phong phú không. Mình lấy một cái ví dụ nhé, ví dụ như bên chuyên ngành của mình là quản trị văn phòng, thì khi một bạn sinh viên nào đó làm về tài liệu về một cái chủ đề, ví dụ như là ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng chẳng hạn, thì ngay lập tức mình biết rằng là có bao nhiêu cái tài liệu viết về cái chủ đề này liên quan đến khóa luận tốt nghiệp của trường mình và một số trường khác, bởi vì cũng nó đọc đọc qua rồi, cho nên mình biết là bạn đã khảo thông tin đã đầy đủ chưa, có những cái bài gọi là quá tốt bạn đã đọc chưa đó, rồi các cái quy định của pháp luật về vấn đề này bạn đọc chưa. Cũng là người ta biết rằng là có những cái tài liệu nào đó đinh trong một cái vấn đề đấy, và người ta soi cho bạn đã đọc chưa. Còn nếu bạn đã bỏ qua tất cả những cái thứ mà gọi là những tài liệu tốt mà người ta biết như vậy rồi, thì người ta sẽ đánh giá rằng là cái bài này chúng ta tìm tài liệu chưa tốt, và tìm tài liệu chưa tốt thì mình nói thật các bạn, nó ảnh hưởng ngay lập tức đến cái bố cục của bạn, và đánh ảnh hưởng ngay đến cái phần mà bạn luận giải, cái phần mở đầu ấy, bởi vì chúng ta không có đủ cái hàm lượng thông tin thu nhập vào nó tốt, thì chúng ta sẽ viết ra những cái thứ mà nó chưa tốt, và những cái người có trình độ hơn mình là người ta nhìn vào đó, người ta sẽ đánh giá được. Thế thì hôm nay mình bàn hơi sâu về cái số lượng, về cái chất lượng của một cái bài nghiên cứu khoa học hay khóa luận tốt nghiệp, và một cái cách nữa là cái sự trích dẫn, là chúng ta phải trích dẫn link trực tiếp vào trên bài xuống xuống danh mục. Và một bạn nữa cũng có hỏi mình là thầy ơi em viết chữ trích dẫn à? Không phải, mà em trích theo style nào thì nó sẽ ra style đó. Ví dụ em trích theo style IEE thì nó chỉ ra số thôi, nó không có chữ trích dẫn. Còn em trích dẫn theo chữ APA thì nó sẽ ra tên tác giả và ngày tháng ban cái năm ban hành thôi, chứ nó không có gì khác. Đấy, cho nên không phải là chúng ta trích xuống nguồn để chúng ta viết chữ trích nguồn đâu nhé. Đó, cái đấy không đúng đâu. Và bây giờ một bạn sẽ hỏi tiếp là thầy ơi bao nhiêu tài liệu là vừa? Thế thì bao nhiêu tài liệu thì mình cũng nói thật các bạn, nó không có một cái công thức nào cụ thể là phải bao nhiêu. Nhưng bạn nhớ là chúng ta cần phải khảo được những cái tài liệu mà nó mới, nó tốt trong khoảng độ 10 năm về cái vấn đề của mình thì là tốt nhất. Còn ví dụ nếu như bạn này nói là mình thấy cũng hợp lý, tiểu luận thì khoảng độ hơn 20 tài liệu tham khảo, còn khóa luận tốt nghiệp thì có thể là loanh quanh trên 50 đến 100. Thực ra mình nói rồi, nó không có một cái form chuẩn, nhưng mình đang áng áng ở góc độ là gì? Một cái bài tiểu luận nó ngắn thôi, nó chỉ có đâu đó khoảng độ 5 trang, 10 trang, và nó chỉ mang tính chất tổng hợp thôi, thì chúng ta cũng không có quá nhiều cái thời gian đâu. Người ta chỉ cho chúng ta có một tuần, 2 tuần thôi, mà bây giờ bạn đòi hỏi 100 tài liệu tham khảo đọc bao giờ mới được hết, ví dụ như vậy. Nhưng một bài khóa luận tốt nghiệp thì người ta cho mình khoảng độ đâu đó vài 3 tháng, thì mình bỏ ra 1 tháng mình đi đọc tài liệu thì mình sẽ có cơ hội để tiếp cận được từng đó tài liệu. Đấy là mình áng chừng thôi nhé, chứ còn cái này nó phụ thuộc vào từng khả năng của từng người, từng lĩnh vực mà mọi người nghiên cứu nữa, chứ không phải là fix cứng. Đó là cái gợi ý của mình thôi. Ok, hy vọng rằng là cái chia sẻ này của mình cũng giúp các bạn có cái nhìn nó khá là gọi là khá là chi tiết về câu chuyện trích dẫn, bên cạnh các kỹ thuật trích dẫn. Kỹ thuật trích dẫn dẫn mình đã làm rất nhiều video rồi, hướng dẫn tài liệu trích dẫn với cái này, với trên mạng hoặc là văn bản quy phạm pháp luật vân vân, nhiều nhiều lắm rồi. Còn đây mình chỉ bàn sâu về cái câu chuyện là người ta đánh giá gì với cái tài liệu tham khảo của bạn thôi. Ok, nếu bạn thấy video là hay hữu ích thì like, share và đăng ký kênh, hoặc là bạn có thể là gửi bài qua cho mình sẽ nhận xét hoàn toàn free cho các bạn trên các cái live trực tiếp của mình, để bạn có cái nhìn đúng hơn về bài của mình, để bạn có cơ hội để sửa để tốt hơn. Ok, chúc các bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ và làm bài thật tốt ạ. Xin chào.